quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của công dân Phan Văn Đôi, thường trú tại đội 5, thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn thư công dân phản ánh về việc. Năm 2002, ông có mua một suất đất dịch vụ trên đường 204 do Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu quản lý. Ông Hoàng Văn Hanh là cán bộ địa chính trực tiếp thu tiền và giao đất cho gia đình ông. Hiện mảnh đất này, gia đình ông đang sử dụng và nhiều năm nay, ông làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều có mời ông đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và thông báo cho ông biết là ông Hoàng Văn Hanh không nộp tiền vào ngân sách xã nên diện tích đất ông đang sử dụng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi trao đổi với phóng viên chuyên mục hộp thư, ông Phan Văn Đôi có cung cấp giấy biên nhận do ông Hoàng Văn Hanh, cán bộ địa chính viết là có nhận 9 triệu đồng tiền sử dụng đất của ông Đôi với diện tích đất là 100m² cùng vị trí thửa đất và các phía giáp danh cụ thể. Sau khi nhận được thông báo trả lời của Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều là ông Hanh, cán bộ địa chính, không nộp tiền vào ngân sách xã, ông Đôi đã gửi đơn đến Công an huyện Khoái Châu với nội dung tố cáo ông Hoàng Văn Hanh, cán bộ địa chính xã, có hành vi lừa đảo bán đất cho công dân. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông nhận được công văn số 346 của Công an huyện Khoái Châu trả lời là chuyển toàn bộ nội dung đơn của ông đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu để giải quyết theo quy định. Thế vì gia đình nhà tôi là có mua mảnh đất dịch vụ ở trên đường 209. Thì đất dịch vụ này là bán cho mọi người dân, không phải cứ một mình nhà tôi. Trong khi đó là tôi cũng có đơn đề nghị chủ tịch ủy ban xã là có muốn mua một trọng đất của đất dịch vụ đó. Thì đơn tôi có và chủ tịch là ông Hoàng Văn Trọng. Thời điểm đó là ông có xem đơn và ông ấy cho quyền là về bên chuyên môn là ông Hoàng Văn Hanh, là địa chính xã. Đến bây giờ vẫn còn đang là địa chính xã. Thì cầm tiền của tôi từ ngày đó đến bây giờ là 9 triệu một suất. Nhưng tôi mua cái thùng là trên giấy tờ bây giờ có giấy biên nhận là 9 triệu. Còn 4 triệu rưỡi tôi đưa là để mời anh em nước lon. Thì đến bây giờ đời chủ tịch thứ tư, sau đời ông Việt, đến đời ông Bảy và đến đời ông Định là đời thứ tư chủ tịch ở ủy ban nhân xã, thì ông trả lời thế là đất này không phải đất của gia đình nhà tôi, thì tôi phải làm đơn này là đến các cấp để giải quyết xem thế là ai là người cầm tiền của tôi và chức vụ như thế nào, thì là địa chính xã cầm tiền tôi rồi, có giấy biên nhận, có đông tây ngược xuôi đây rồi, chứ không phải là tôi làm vu vơ hoặc là tôi lấn chiếm đất cát gì cả. Hiện tại đất nhà tôi đang sử dụng, có nhà có cửa, có người ăn người ở trên đó bây giờ. Thì vừa rồi là ông chủ tịch mới bảo là không phải đất chứ của gia đình nhà tôi, thì tôi sẽ làm đơn kiến nghị lên xem các cấp xem xét cho nó, ai sai thì người ấy chịu nó, cho nó rõ ràng để cấp quyền sử dụng đất cho gia đình nhà tôi. Trao đổi với ông Nguyễn Duy Định, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, phóng viên chuyên mục hộp thư được ông Định cho biết, sau khi nhận được đơn thư của ông Phan Văn Đôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất gia đình ông đang sử dụng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều đã yêu cầu cán bộ tài chính kế toán xã báo cáo về việc có thu tiền sử dụng đất của hộ ông Đôi hay không và qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách kế toán lưu tại Ủy ban Nhân dân xã từ năm 2002 đến tháng 11 năm 2009. Ông Phan Văn Đôi không nộp bất kỳ khoản tiền nào vào ngân sách xã và cán bộ tài chính không thu tiền sử dụng đất của ông Đôi. Sau khi phóng viên trao đổi về nội dung công dân phản ánh với tư cách là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều, ông Định cho biết. Thế từ trước cho đến ngày 28 tháng 11 năm 2019 thì ông Đôi có gửi đơn thư đi các nơi. Trong khi đó đến ngày 28 tháng 11 thì công an huyện Khoái Châu là anh Hoàng ở đội công an cảnh sát điều tra về kinh tế đấy thì có bài bàn giao cho địa phương 8 bộ hồ sơ có liên quan đến gửi các nơi, thì để yêu cầu địa phương là xem xét để giải quyết. Thế trong khi đó địa phương thì đang nghiên cứu hồ sơ. Thì đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 thì anh Hoài lại cũng lại quay lại và đồng thời thông báo cho địa phương nắm được là nhận lại 8 bộ hồ sơ để công an trực tiếp là xem xét điều tra giải quyết.
Đồng chí Hoài là cán bộ công an của phòng cảnh sát điều tra công an huyện Quế Châu. Thế thì đồng chí có nói là cái này thống nhất giữa giám đốc công an tỉnh, thống nhất là hiện nay cho ông Đôi là gửi đơn thư đi nhiều nơi, thì công an tỉnh giao cho công an thụ lý giải quyết về một mối. Thì chúng tôi đã bàn giao lại toàn bộ hồ sơ trả lại cho anh Hoài công an. Như vậy, theo ý kiến trả lời của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiều, đơn thư của ông Phan Văn Đôi, công an huyện Khoái Châu đang giải quyết. Vậy đề nghị ông Đôi liên hệ với công an huyện Khoái Châu để đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền.